đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật. Phát âm đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Cái tôi đã được chuyển hóa, do thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi ngày 12 tháng 3 năm 2006. Kính mời quý vị lắng lòng nghe. Cái tôi được chuyển hóa là chủ đề chính của bài kinh 35 tiểu kinh Sakka. Bản kinh này là một câu chuyện lịch sử diễn ra theo một cách thế đối thoại giữa một vị kỳ na giáo tu theo pháp lõa thể với Đức Như Lai Thế Tôn. Khởi đầu của cuộc đối thoại nó là một thách đố về bản ngã, khoe trương về tài năng, luận thuyết, trình độ, sở chứng của mình. Và bước đường đi của sự khoa trương bản ngã đó là những thách thức mời gọi, phủ định hết tất cả mọi giá trị của những người khác. Trước sự kiện đó, Như Lai Thế Tôn thông qua nghệ thuật vấn đáp rất có chiều sâu triết lý đã phân tích cho nhà lõa thể Sakkacha thấy được rằng bản ngã chính là đầu mối của khổ đau. Khi bản ngã của sự khoa trương được chuyển hóa rồi đó, thì mọi nỗi khổ niềm đau sẽ không còn chỗ để bám víu, dầu là ở trên thân thể vật lý, hay là thông qua dòng chảy cảm xúc, hay là biểu đạt qua ý niệm hóa, sự vận hành của tâm, hoặc là nhận thức phân biệt. Triết lý này là một triết lý lát nữa chúng ta sẽ thấy được sự phân tích của Đức Phật gợi lên cho con đường hành trì và là một nghệ thuật sống, làm thế nào để cho bản ngã không được trương sinh, lúc đó hạnh phúc mới thật sự có mặt. Bắt đầu bản kinh chúng ta đã thấy một cấu trúc bản ngã kéo theo tiến trình của sự khoa trương về thái độ. Khoa trương là một nghệ thuật để bơm phồng bản ngã mình lên, tăng cường hệ giá trị vốn không có để tạo thành một cái có. Những gì mình có thể là sở trường thuộc về ở một mức độ A, nhưng lời tuyên bố về sở trường và đóng góp đó có thể nhân lên thành 2A hoặc là NA, tùy theo mức độ khoa trương bản ngã của từng con người. Trong đời sống rõ ràng có một số người có khuynh hướng như vậy. Khuynh hướng khoa trương bản ngã nó là con đẻ của những học thuyết chủ trương có một thần ngã tồn tại trong dòng cảm xúc, trong hành động, trong lời nói, trong việc làm, bắt nguồn từ truyền thống văn hóa Bà La Môn giáo thông qua các bộ kinh Vệ Đà, và nó được lan rộng ảnh hưởng một cách rất bao quát trong nền văn hóa Ấn Độ nói chung, ngoài trừ nền văn học tâm linh của Phật giáo. Nhà lõa thể Sakkacha mặc dầu là những người không thuộc về truyền thống Bà La Môn, đi con đường của Sa Môn thách đố lại những gì được dạy trong kinh thánh, nhưng ông ta đã để cho khuynh hướng bản ngã tồn tại trong con người của mình như là một dấu ấn của chân lý. Chuyện kể rằng là tại giảng đường Trùng Cát thuộc rừng Đại Lâm trong nước Vesali, vị Sa Môn lõa thể tên là Sakkacha có tánh ưa lượn chuyến. Hạnh phúc của ông ta là được thể hiện qua những cách thức lập luận hơn và thua với những người khác. Ông ta đã được mệnh danh là người bách chiến bách thắng trong bất kỳ một cuộc đối thoại với bất kỳ một người nào. Sự thành công ở trong nghệ thuật chiến đấu thông qua lý thuyết và logic học của ngôn ngữ triết lý đó đã làm cho bản ngã của ông ta ngày càng trương sình to lớn và gây ra rất nhiều sự trở ngại. Ông đã tuyên bố với những người tín đồ Lichavi của ông và rất nhiều thân hữu có mặt tại đó: tôi chưa từng thấy bất kỳ một sa môn bà la môn nào thuộc hai truyền phóng tâm linh của thời Ấn Độ thời Phật, dầu vị đó là một vị giáo chủ, một vị hội chủ, một vị sư trưởng, thậm chí như là một vị đại A-la-hán trong truyền thống của nhà Phật.
có thể đối thoại với tôi mà không thể không có những sự sợ hãi, thất thởm, lo âu, khủng bố, toát mồ hôi nách hay là nhễ nhỏ ở trên toàn cơ thể. Ngay cả những khúc cây khô khi đưa ông ta thuyết pháp giảng kinh còn phải toát mồ hôi, tuyên bố cách lạnh lùng như vậy. Cách thức khoa trương bản ngã đó là một trong những con đường tạo ra gai góc trong mối quan hệ. Mình là số một, mình là hơn hết, tất cả chân lý thuộc về mình. Khi người có tính cách khoa trương bản ngã đó xuất hiện ở đâu, do đó sẽ có tranh luận, mâu thuẫn, xung đột, loại trừ, hơn và thua, một mất một còn. Cuốn hướng này nó diễn ra một cách rất là thích hợp với ông. Lời tuyên bố sanh rời của ông á, đã cho thấy được rằng là ông không biết ông là ai và ông đang nói chuyện với ai. Các đối tượng của ông rất đa dạng. Ông có thể đã từng chiến thắng một vài người có tên tuổi lúc bây giờ, nhưng ông nghĩ rằng á, chỉ thông qua việc chiến thắng thông qua phân tích học thuyết với Đức Phật Thích Ca thì vai trò độc tu của ông sẽ bắt đầu có mặt ở trên bình nguyên tôn giáo của đất nước Ấn Độ lúc bấy giờ. Phát xuất từ một tâm lý đó đó, sự khoa trương này đã dẫn đến thách đố. Các thách đố đó đã tạo ra những lời tuyên bố rất lố bịch. Nói một cách khác là những người tự khen mình một cách nhàm nhở là tự chế. Khen mình không đúng với những gì mình có là cách thức hạ bệ chính mình, làm giảm đi giá trị tư cách và phẩm hạnh của mình nhiều lắm. Nếu như tự khen ngợi là một trong những cách thức nuôi lớn bản ngã, thì sự thách đố để cho sự khen ngợi đó được có mặt đó, làm cho bản ngã đó được lớn mạnh gấp đôi. Chúng ta thấy những dấu ấn này đã xuất hiện hoàn toàn 100% đối với lõa thể Sakka Sakyaka. Trong truyền thống của Bà La Môn giáo thì bản ngã chính là trục xoay của mọi sinh hoạt, văn hóa, phong tục, tập quán, đời sống, quan niệm. Họ cho rằng có một thằng ngã, chính thằng ngã này đã được hóa thân trở thành tiểu ngã của từng con người, của từng chúng sinh, của từng cây cỏ, của từng sự kiện. Sự hóa thân của các tiểu ngã này đã làm cho sự sống của cuộc đời diễn ra theo một cách thức mà chúng ta đang như là những bộ phận trong cuộc sinh hoạt đại thể đó. Quan niệm tiểu ngã từ đại ngã Phạm Thiên này đã làm cho nền văn hóa này là một nền văn hóa của va chạm, của xung đột, của thắng thua, của loại trừ, của đổ vỡ. Cho nên bản chất của nền văn hóa Ấn Độ giáo đã đặt trên nền tảng phân biệt đối xử vừa giới tính vừa xã hội. Hai giai cấp vua chúa và bà la môn, tức là tu sĩ, đã trở thành những kẻ ăn trên ngồi trước vì họ đại diện vừa chân lý của quân sự vừa chân lý của tinh thần. Họ nắm toàn bộ quyền bính từ giáo dục cho đến an ninh. Trong khi đó các giai cấp còn lại chỉ phục tùng, chấp nhận thân phận, không có một lối thoát nào khác. Quan niệm thân ngã đó chính là một ách tắc ở trong triết lý của đời sống, tạo ra rất nhiều nỗi khổ niềm đau. Nhưng không phải ai có mặt ở trong truyền thống văn hóa phong tục tập quán này có thể nhận ra được điều đó. Cũng rất may nhờ có một nhà lõa thể rất ngạo mạn như là Thế Tôn đã có một cơ hội trình bày quan điểm học thuyết đi ngược lại với cái ngã, cái tôi, và thông qua đó giúp cho con người bị vướng vào cái tôi đó có cơ hội được chuyển hóa các gốc rễ của khổ đau bám hằn sâu ở trong nhận thức và hành vi của mình. Bản chất giáo huấn của Đức Phật đã được Tôn giả Mã Thắng, một trong năm vị đại A-la-hán đầu tiên, người đã có công giúp cho ngài Xá Lợi Phất trở thành tướng quân chánh pháp về sau này trong truyền thống của Đức Phật. Một hôm nọ trên đường đi khất thực, Sakyaka đã gặp ngài Mã Thắng. Ông biết rất rõ là ngài Mã Thắng là một nhà A-la-hán trẻ trung, có tiềm năng, rất lỗi lạc về luận thuyết, giảng kinh và nhiều sở trường khác nữa. Chỉ với một bài thơ kệ 4 câu
Ngài Mã Thắng đã làm cho Xá Lợi Phất trở thành một trong những nhân vật quan trọng của Đức Phật. Nếu như kỳ này ông ta thắng được Ngài Mã Thắng đó, thì ảnh hưởng của ông ta sẽ lan lớn. Cho nên ông ta cố tình sắp xếp cơ hội để gặp được Ngài Mã Thắng, chứ không phải là một sự tình cờ. Khi gặp, ông ta cũng bày tỏ những lời xã giao bình thường như những người khác. Sau đó ông ta đi thẳng vào vấn đề: thưa tôn giả, xin hãy trình bày cho tôi biết là bản chất giáo huấn của Sa môn Gotama như thế nào. Ngài Mã Thắng đã trả lời rất đơn giản, chỉ với một đoạn 3-4 câu, giá trị triết lý của con đường hành trì đã toát lên hết được. Cái gì càng ngắn, càng xúc tích đó, thì cái đó càng khó làm. Diễn đàm cái gì đó lòng vòng dài lê thê theo dạng lung khởi là chuyện dễ làm, nhưng đi thẳng vào cuộc, bám sát vào nội dung, làm cho người nghe có những giá trị trực trĩ, khai sáng, mở tầm là điều rất khó. Chỉ có những người có tiềm năng tâm linh lớn lắm mới có thể đục vào trong não trạng của người nghe bằng những câu nói mang tính cách là gõ, tạo ra ghi tình lớn để người đó phát nhiên đại ngộ. Cái thề của Như Lai Thế Tôn và những vị đại A-la-hán là cái thề của đại ngộ thông qua những cái gõ của ghi tình đó. Chỉ một câu thôi đánh vào trong não trạng, tất cả quan niệm, phong tục, tập quán nó bị thay đổi theo. Ngài Mã Thắng đã trả lời: những gì mà tôi học được từ Sa môn Gotama, bậc thầy tuệ giác của tôi, đó là tất cả mọi hình thái đều vô thường. Tương tự, dòng cảm xúc, ý niệm hóa, sự vận hành của tâm và nhận thức phân biệt là không thường còn với cuộc đời. Cái gì không thường còn bị thay đổi với môi trường, điều kiện, hoàn cảnh, không gian và thời gian, cái đó được gọi là không thực thể, hay còn gọi là vô ngã. Một mệnh đề triết học gắn liền với truyền thống tu tập tâm linh nhà Phật được gói gọn trong một đoạn văn chỉ có 2 câu như Ngài Mã Thắng trình bày, quả thực là một công án rất lớn. Nếu đó là Ngài Xá Lợi Phất, công án này sẽ được giải mã bằng sự chứng ngộ. Nhưng ở đây là sắc cha ca, cho nên công án đó sẽ vĩnh viễn mãi là công án thôi. Ông ta biểu môi và trời rằng: tôi không ngờ những gì tôi nghe đồn đãi về Sa môn Gotama chỉ những lời hảo huyền thôi. Vị A-la-hán nổi tiếng của ông là Mã Thắng đã trả lời cho tôi về những giáo huấn căn bản của Sa môn Gotama đã làm cho tôi hoàn toàn thất vọng. Ông ta cảm thấy rằng là mình đã chiến thắng được mấy mươi phần trăm. Sự mẫu mực hành trì là một trong những con đường để tạo ra cái mở của công án về chiều sâu của tâm linh. Tại sao có nhiều người nói rất ít mà giá trị truyền đạt thẩm thấu từ tâm sang tâm lại lớn? Là bởi vì chất liệu nội tại tâm linh ở người này cao. Ngài Mã Thắng đã dùng cung một công thức đó đối với vị lõa thể, nhưng vì cái chất liệu của bản ngã như là một cửa ngõ đóng bít lại bằng những ổ khóa của chấp trước rằng tôi là chân lý, những gì tôi như trước là đúng, cho nên những giá trị chân lý tâm linh mới đó, dầu là những công án rất đại tài, vẫn không thể nào có một cái lỗ nhỏ để len lỏi vào trong tâm trạng của nhà lõa thể ni kiền tử này. Đóng bít cửa ngõ của tiếp nhận chân lý là một trong những cách thức là vẫy tay chào với hạnh phúc và dĩ nhiên mời gọi khổ đau theo một cách thức khác. Từ lúc chúng ta đã vẫy tay chào với hạnh phúc và chân lý khi nó đến với mình một cách rất tình nguyện, hay là một sự tình cờ nào đó trong cuộc đời, có thể diễn ra thông qua một lời đối thoại, thông qua một lời khuyến tấn, thông qua một ý niệm về một vấn đề nào đó có chiều sâu tâm linh và đạo đức lớn lao, nhưng vì mang một tâm trạng để thắng và thua, vì mang một tâm trạng chứng tỏ rằng mình hơn những người khác, cho nên những giá trị kim cương đó dầu có trước mặt chúng ta vẫn nghĩ đó như là những giọt nước mắt, chứ không thấy giá trị thật của nó. Đối diện trước một viên kim cương Mã Thắng của Như Lai Thế Tôn ấy, thế mà nhà lõa thể chỉ thấy đó là những giọt nước mắt của một học thuyết bình thường, không có chiều sâu, không có giá trị. Ông ta đã biểu môi chê cười cả trò lẫn thầy. Bản ngã là một cái ổ khóa rất lớn giam nhốt chúng ta lại trong một thái độ thỏa mãn tự hào.
Nó giống như là một cái ly đã được đậy cái nắp, không có cách thức nào để chúng ta rót nước thêm vào bên trong đó được. Nếu có rót thì nó là một cái cơ hội rỉ giải ở dưới cái đáy ly. Dĩ nhiên người có bản ngã, khoa trương bản ngã của mình sẽ không bao giờ tiếp nhận thêm những cái gì mới mẻ. Đó là lý do tại sao mà trong các nghi thức thọ giới, truyền giới, quy tam bảo của truyền thống Bắc Tông, trước khi giới tử tiếp nhận giới pháp cao siêu quyền diệu của Như Lai Thế Tôn, thì họ đã được những vị giới sư hướng dẫn làm lễ sám hối với những câu rất đơn giản: bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm, thông qua lời nói, nghĩ, việc làm, bây giờ được tẩy tịnh thì chất liệu của tâm đó sẽ làm cho những gì mà chúng ta sẽ tiếp nhận đó giữ được nguyên trạng của nó, không bị ảnh hưởng bởi những dòng cảm xúc, phong tục, tập quán, ý niệm sai lạc của những thứ khác lẫn lộn trước đây. Nó giống như một cái bầu đựng nước tâm linh. Nếu như cái bầu này không được rút sạch trước đó, nó còn mùi hôi, những ảnh hưởng mùi vị của vật liệu được chứa đựng trước đây, thì chắc chắn rằng những giọt nước tâm linh của con đường tiếp cận với đạo Phật sẽ không thể nào giữ nguyên được chất liệu của nó, cho nên phải sám hối. Do đó bản ngã là một cách thức đóng bít cái cửa ngõ này để cho người đó vĩnh viễn không bao giờ tiếp nhận thêm một cái gì mới, dầu những cái mới đó là chân lý, ai cũng thấy, ai cũng tin, ai cũng chấp nhận, nhưng chỉ có người đó cảm thấy nó sai lầm. Đối diện với các nhà tâm linh với một thái độ của hơn thua hay là của sự tranh luận học thuyết là một trong những cách thức chúng ta oan uổng hay là bỏ phế thời gian quý báu của mình. Đến các nhà tâm linh là để học hỏi con đường tu tập. Dầu các anh, các chị, các ông, các bà có thể là một nhà chính khách, một nhà quân sự, một nhà nghệ thuật, một người cầm cán lấy mực, vai trò vị trí sò thế nào không cần biết, nhưng đứng trước những nhà tâm linh thì mình là một con người. Thì lúc đó hạt giống và giá trị tâm linh này mới có thể được rót vào trong não trạng tâm thức thông qua cái thức diễn đạt rất đơn giản, mộc mạc nhưng có chiều sâu nội tâm. Mang bản ngã của vai trò vị trí ở trên vai như một chiếc áo choàng, dĩ nhiên có thể thu hút được quần chúng, nhưng nó là những cản lực để tách rời chân lý và vẫy tay chào chân lý một cách lâu dài. Chúng ta học được ở câu chuyện của vị lõa thể đã đối diện trước viên kim cương chánh pháp tôn giả Mã Thăng. Sau đó chúng ta đã thấy bản kinh mô tả về cuộc chạm trán giữa ngã và vô ngã trong hai truyền thống tâm linh khác nhau. Giữa một cái học thuyết ngã về phương diện nhận thức luận và tâm lý học với một cái vô ngã về hai phương diện này, dẫn đến những cách thức ứng xử nhẹ nhàng, thông dong, tự tại, thảnh thơi. Cuộc chạm trán đó đã để lại rất nhiều bài học cho chúng ta. Sau khi thất vọng, Sakkaya đã tuyên bố rằng tôi sẽ gặp Như Lai Thế Tôn, thầy của ông, để có cuộc đàm luận sâu hơn vì ông đủ trình độ. Tôi tin chắc rằng là tôi sẽ có thể tháo gỡ được những tà kiến của Gotama để giúp cho ông có một con đường vững chãi hơn, hạnh phúc hơn trong cuộc đời. Tuyên bố như vậy chưa đủ, cái khoa trương bản ngã đã đẩy ông vào một cách thế tuyên bố rộng hơn. Ông ta đã đến trước những tín đồ Lichavi và rất nhiều người có mặt tại đó, tuyên bố rằng trong ngày hôm nay sẽ có cuộc đối thoại giữa tôi và Sa môn Gotama, xin mời các anh chị, các ông bà hãy tới để chứng kiến sự thất bại của Sa môn Gotama như thế nào. Chừng đó không, vẫn chưa đủ, ông ta còn nói thêm: nếu như cuộc đối thoại giữa tôi và Gotama diễn ra theo một cái tết tương tự như những gì ngài Mã Thắng trả lời, thì tôi e rằng đó cái uy tín của Gotama sẽ không còn nữa. Lúc đó tôi có thể tự sánh với tôi giống như là một đại lực sĩ nắm lấy cái lông cù của một con cù già có nhiều sợi lông, kéo tới kéo lui, lắc qua lắc lại, sai sự nó theo bốn hướng theo cái thế mà người lực sĩ đem muốn. Hay nói cách khác là trình độ của cái người khoa trương bản ngã đó đã được bơm phồng vượt ra ngoài cái giá trị thực tại của nó có, làm cho họ nghĩ rằng là họ là tất cả, còn những cái khác đó chỉ là một con bung sung, con lạc đặt được giặt dây vào sau lưng thôi. Nghĩa là người đàm luận thách đố này
dễ về thế nào thì Đức Như Lai Thế Tôn Gotama sẽ phải la theo thế đó, trái sang phải, đông sang tây, nam sang bắc, trên sang dưới, vân vân. Chứ là hoàn toàn bị động, hoàn toàn bị sai kiến. Ông ta còn dùng một số ảnh dụ khác, ông ta nói như thế này, cũng giống như là một lực sĩ, nắm lấy một góc thùng, kéo tới kéo lui, nhắn tìm cái ly rượu đó xuống, hay là một cái chum rượu xuống, rồi quạt qua quạt lại cho nước để tạo ra sóng vân vân. Tức là muốn sai sử và chi phối học thuyết của Như Lai Thế Tôn cỡ nào cũng được cả. Đó là chuyện rất dễ làm. Ngoài ra ông ta còn sánh ví mình giống như là một người nghiện rượu có sức khỏe, nắm lấy cái góc sàn của một cái giường, lắc tới đất lui, làm cho chân cột của cái giường này bị rượu, bị ngã, bị quạt đỏ. Rồi ông ta còn dùng một hình ảnh cuối cùng, giống như một con voi chúa có 60 năm trên cuộc đời, xuống một con sông tắm nước với những trò chơi phun nước thế này thế kia, nô đùa và đã làm chủ được con sông, làm chủ được trò chơi. Như Lai Thế Tôn chỉ là một trò chơi, chỉ là con nước, chỉ là một chung rượu, chỉ là một cái giường bị siêu vẹo, chỉ là một cái gì đó bị sai sự bởi cái sức mạnh lực sĩ thông qua logic học của triết lý, thông qua cái thức biện luận khôn ngoan sắc bén của vì sao bồn lõa thể này. Những lời tuyên bố đó chưa từng thấy diễn ra trong bất kỳ một cuộc đối thoại liên tôn nào trong thời đại của Đức Phật. Có người bản ngã như vậy hiếm có lắm, ngang tàn khí phách, không sợ ai, không muốn thua ai, không muốn nhường nhịn ai, tới đâu cũng khống chế, tính cách gia trưởng và biến mình trở thành tiêu chí của mọi giá trị đã làm cho người đó cảm thấy rằng mình quan trọng. Từ lúc những gì mà họ nói ra rất đơn giản, nhưng mà họ nghĩ nó là chân lý, muốn người khác phải theo, ai không theo nói là người này bị lạc hậu lỗi thời, sai lầm. Thái độ đó là một thái độ rất nguy hiểm. Khi chúng ta khinh thường giá trị của một hạt kim tương, chắc chắn rằng là những gì chúng ta cảm nhận được chỉ là một trò đùa, hay là những lời lẽ rất hời hợt, thiếu chiều sâu, thiếu nhận thức. Các sai lầm có thể tạo ra từ một thái độ nhận định vội vã, chưa xác định được vai trò vị trí của mình ở đâu, người đối thoại của mình sắp tới là ở đâu, vì trong cuộc đời ông ta chưa từng diện kiến, chưa từng tiếp xúc với Như Lai Thế Tôn. Nhưng ông ta đã quá cao ngạo vì nghĩ rằng là Như Lai Thế Tôn sẽ nói y hệt như Ngài Bản Thân đã nói, và do đó ông ta có thể bẻ gãy học thuyết này một cách dễ dàng. Hay là một cách khác là khi cái ngã được nhân lên thành chân lý thì cái ngã đó chính là nguồn gốc khổ đau và bế tắc. Khi mời gọi tất cả những người có mặt đến, ông ta đã thăm hỏi Như Lai Thế Tôn bằng những câu xã giao. Khi nhìn thấy Như Lai Thế Tôn đang ngồi tĩnh tọa thiền quán dưới một gốc cây ở trong rừng Đại Lạc sâu thẳm một mình, không có người hầu cận, ông ta đã hỏi lại Đức Phật cùng một câu hỏi như ông ta đã hỏi với Ngài Mạng Thắng. Sau đó ông ta đã đưa ra một lý luận. Theo ông, như tất cả các hạt giống cây cỏ, các ngành nghề, các công nghiệp, các sự kiện trên cuộc đời này đều nương vào đất mà sống, đều nương vào đất mà tồn tại. Tự ngã của người giống như mặt đất, con người chính là những hình thái và nương tựa vào hình thái, chính là cảm xúc và nương tựa vào cảm xúc, chính là ý niệm hóa và nương vào ý niệm hóa, chính là vận hành tâm và nương vào vận hành tâm, chính là nhận thức phân biệt và nương vào nhận thức phân biệt, để làm ra tất cả mọi hành vi về phương diện pháp luật được gọi là thiện, ác, tốt, xấu. Các giá trị đó đều nương vào bản ngã. Học thuyết này đứng về phương diện pháp trị hoàn toàn không có gì là sai, bởi vì yếu tố pháp trị đó buộc tất cả những người tác giả của nó phải thừa nhận hành vi, lời nói, ý nghĩ, việc làm là của mình. Chúng ta không thể lý luận cùng như thế này: một bàn tay ăn cắp cho rằng nó không phải là ăn cắp vì bàn tay này không thuộc về của tôi, sự vật là vô ngã cho nên bàn tay ăn cắp sự vật đó, đó nó cũng là vô ngã theo, cho nên không có một sự vật bị đánh cắp, không có bàn tay đang được diễn ra. Do đó phương diện pháp trị buộc tất cả mọi người phải thừa nhận thể bàn tay gắn lên thân thể của người nào thì người đó phải chịu tác về trách nhiệm trực tiếp về hành vi của bàn tay này, không thể có những lý do đùn đẩy
điệu hộ, vân vân. Cái thế gắn chủ nghĩa tác giả trên hành vi, lời nói, việc làm như cách thức mà vị sa môn lõa thể này nêu ra hoàn toàn phù hợp với pháp trị. Nó chính là nền tảng của đạo đức ở một mức độ thông thường. Chính vì chủ trương như vậy, rất nhiều người khó có thể chấp nhận được rằng tại sao Đức Phật là chủ trương vô ngã. Ở đây chúng ta thấy là sắc thọ tưởng hành thức khi được quan niệm như tự ngã thì mọi tuyên ngôn chân lý đó sẽ có thể được diễn ra theo cách thức liên minh của số đông. Bởi vì ai cũng nghĩ rằng bàn tay này của tôi, cái đầu này của tôi, con mắt này của tôi, mọi thứ có mặt trên cuộc đời này liên hệ đến thân thể này là của tôi hoặc là sở hữu của tôi. Cái liên minh đó được thiết lập một cách rất tự nhiên. Liên minh thông qua pháp luật, liên minh thông qua cơ chế tôn giáo, liên minh thông qua phong tục tập quán. Và cái cơ hội nhân số đông của liên minh thành tuyên ngôn chân lý sẽ được diễn ra. Chân lý đó được gọi là chân lý áp đảo. Ông ta rất khôn, ông ta nói với Như Lai Thế Tôn là: thưa tôn giả Gautama, mọi người có mặt ở đây, trên 500 vị đều có nếp suy nghĩ giống như tôi. Trong khi đó ông ta không cho cơ hội những người này bày tỏ quan điểm của mình, mà áp đặt lên một giá trị chân lý sẵn, một tiền chế về chân lý rằng những gì tôi nghĩ là cái nếp nghĩ của mọi người có mặt ở đây. Hay nói cách khác, nó là chân lý, mà chân lý là được số đông chấp nhận. Cho nên nếu như Gautama không chấp nhận điều đó, Gautama là người phi chân lý. Ông ta muốn hàm ý cái điều đó. Cuộc đối thoại chạm trán giữa ngã và vô ngã bắt đầu được diễn ra. Như Lai Thế Tôn đã phân tích một cách rất là khéo léo, nhẹ nhàng, không thông qua con đường tranh luận. Chỉ giúp Như Lai Thế Tôn hỏi ông ta là: thưa hiền giả, hiền giả hãy trả lời cho tôi biết là những người đang có mặt tại đây đó có quan hệ gì với hiền giả về phương diện chân lý? Dĩ nhiên nếu như nói quan hệ thông thường, ông ta có thể nói đây là đồ đệ của tôi, đây là những người bảo trợ cho tôi, đây là những người thân của tôi, đây là liên minh tôn giáo của tôi, đây là những hộ vệ chân lý của tôi. Nhưng ý Như Lai Thế Tôn muốn nói đó, giữa chân lý và sự liên minh đó, đâu nhất thiết phải có sự liên đế và thống nhất với nhau. Chân lý là chân lý mà liên minh là liên minh. Đến lúc đó, những liên minh kết hợp với lại nó tạo ra cái phi chân lý cũng không cùng, cũng không chừng nữa. Lấy gì làm thước đo? Liệu chân lý có nằm ở trong 500 người có mặt này hay không? Cho nên lấy 500 người này để làm cái nền tảng của chân lý đó, thì cái thức đặt vấn đề đó đã sai lầm ngay căn bản của nó rồi. Câu nói của Như Lai Thế Tôn rất đơn giản nhưng rất có chiều sâu. Cái tiếp Như Lai Thế Tôn mới hỏi ông ta: thưa hiền giả, chứ lẽ ông rất rõ có những vị vua rất có tên tuổi trong liên bang 16 nước của Ấn Độ, chẳng hạn như là vua Besanadi của nước Kosala hay là vua Asathế của nước Mangkita, rất có thẩm quyền, đã có quyền luật, có thể làm tất cả những gì các nhà vua muốn, chẳng hạn như là quyền giết người, quyền tước đoạt, quyền tẩn xuất, quyền tịch thu, quyền hỗ trợ, quyền lập pháp, quyền hành pháp. Mọi thứ quyền đó thì nằm ở cán cân quyết định của ông vua. Ông có thể chấp nhận với tôi cái điều đó hay không? Ông ta nói điều đó là hiển nhiên. Nó chia các nhà vua, ngay cả những đoàn thể nhỏ nhỏ như cộng đồng của dân Bạc Kỳ Ba Chi, hoặc là những quần thể, đoàn thể của những người bình thường Mala trong xã hội thôi, cũng có thể làm được những điều đó nếu như họ muốn. Đức Phật nói nếu ông ta quan niệm tự ngã là chủ thể của mọi hành động đó, thì chủ ngã này có thể được sánh ví như một ông vua có quyền đính sát phạt. Các ngân chân lý nằm ở ông vua này. Ông ta nói đúng, điều tôi nghĩ là như vậy. Như là Thế Tôn mới đặt ra một cái cách thức để chúng ta phải suy nghĩ về lời tuyên bố rằng tự ngã là chủ thể của mọi hành vi thiện ác và là nền tảng của tất cả các yếu tố tạo nên cái cấu trúc sinh học, vật lý, tâm lý và nhận thức của con người. Như là Thế Tôn đặt ra câu hỏi đầu tiên như thế này: nếu ông cho hình thái sắc thân với chiều cao, vóc dáng, màu sắc, mắt tai mũi lưỡi đó, 36 thể trượt, lục phủ ngũ tạng là tự ngã của ông, thì ông hãy trả lời cho tôi là ông có đủ tư cách ra lệnh và buộc chúng phải theo ông hay không. Chẳng hạn như ông có thể ra lệnh như thế này: thân thể này phải chứ không được như thế nọ,
Chẳng hạn như đối diện trước tuổi già, ông có thể ra lệnh cho nó là phải trẻ mãi không già, chứ không bao giờ có được mái tóc hoa râm, có nếp nhăn trên trán, có những cái bị loãng xương, những bệnh tật xuất hiện trong cơ thể của ông hay không. Chỉ vì ông ta biết, ông ta làm lặng thinh không trả lời. Như là Thế Tôn hỏi thêm câu hỏi thứ hai: nếu ông cho rằng là tất cả những cấu trúc về dòng cảm xúc, ý niệm hóa, nhận thức phân biệt về vận hành của tâm là chính tự ngã của ông, thì ông có thể trả lời cho tôi là ông đủ thẩm quyền quyết định và yêu cầu nó làm theo những gì ông sai sử hay không? Chẳng hạn khi dòng cảm xúc đau xuất hiện, cái đau bị thất nghiệp, hay là cái nỗi đau vì bị bệnh tật, cái nỗi đau vì mất đi cơ hội của quảng lộ, hay cái đau của bất kỳ một người nào ăn quán giang hồ nào đó, dòng cảm xúc này bị ức chế trương phồng lên, ông có buộc nó tuân phục theo ông là đừng để nỗi đau đó không xuất hiện hay không? Và nó có tuân phục theo ông hay không? Ông ta lần thứ hai im lặng. Hai câu hỏi đó là hai câu hỏi đi vào bản chất của cái gọi là tự ngã và trục xây của mọi hành vi tạo tác của con người. Dĩ nhiên là học thuyết này cho đến bây giờ vẫn đang còn nằm trong vòng tranh luận lớn lắm. Rất nhiều triết học trên thế giới không chấp nhận học thuyết vô ngã của nhà Phật, không chấp nhận học thuyết không có cái tôi của nhà Phật. Nếu họ đứng từ góc độ pháp trị, họ sẽ nói rằng là nếu cho vô ngã là chân lý thì ai sẽ chịu trách nhiệm về hành vi tạo tác đạo đức dẫn đến nỗi khổ niềm đau hay là hạnh phúc của cuộc đời? Phải có tác giả, tác giả nó phải chịu trách nhiệm, không thể nào nó không có. Ở đây Đức Phật nói theo một góc độ khác. Cái học thuyết vô ngã của Ngài về phương diện nhận thức luận, nó là một phương diện hoàn toàn vừa triết lý vừa vật lý. Nếu chúng ta có cái nhìn về vật lý học hiện đại, nhìn thấy trong cấu trúc của mọi sự vật hiện tượng không phải là một cái cố định thường hằng bất biến, mà nó là một tổ hợp của nhiều nguyên tử, của nhiều phân tử, giữa chúng có một khoảng cách rất lớn đang phản động thường xuyên với một tốc độ có thể nói là hàng năm ánh sáng, thì chúng ta sẽ thấy rằng rõ ràng cái cấu trúc sinh học 36 thể trượt này đâu phải là thường còn bất biến đâu, mà cái gì không có tính thực thể trong đó đó, cái đó được gọi là vô ngã. Cho nên về phương diện vật lý học, nói chung là về vật chất nói chung, học thuyết vô ngã là một chân lý. Các nhà khoa học ngày nay đều phải thừa nhận như vậy. Về phương diện tâm lý học, và nhất là tâm lý học ứng dụng, học thuyết vô ngã sẽ là một cửa ngõ giải phóng nỗi khổ niềm đau của con người lớn lắm. Khi chúng ta thừa nhận rằng dòng cảm xúc này là thật, là của mình, mà nó vĩnh viễn, chúng ta sẽ chấp nhận học thuyết định mệnh, vận mệnh, sự an bài, không có cơ hội để vung vẩy tạo ra một cách thế làm mới và thay đổi đó. Chúng ta sẽ ghi chặt dòng cảm xúc đó vào trong lòng bàn tay của chúng ta, giống như một cây đinh đang ghim vào với nhiều giọt máu chảy lớn lắm. Càng ghi chặt chừng nào thì máu càng rỉ chảy, nỗi khổ niềm đau càng gia tăng. Do đó nhà Phật đã dạy chúng ta một cách thức quan niệm rằng mọi thứ ở trong cuộc đời này đều có thể đổi thay. Nếu cấu trúc sinh học của con người có thể đổi thay từ người trẻ sơ sinh trở thành thiếu nhi, thanh thiếu niên, thanh niên, trung niên, lão niên, lão lão niên, bệnh và chết, thì cái gì gọi là ngã trong đó? Cái ngã phải thường toàn bất biến, nó không được đổi thay với thời gian. Đằng này chúng ta thấy là nó có đổi thay. Dòng cảm xúc cũng vậy, cái vui của ngày hôm trước có thể được lẫn lộn với cái buồn của ngày hôm sau. Cái phút giây phía trước mới buồn rười rượi, nụ cười của giây phút hôm sau có thể có mặt ở trên gương mặt. Ai dám đảm bảo rằng người nào đã buồn thì buồn hoài, người nào đã vui là vui hoài, ngoài trừ quan niệm sai lầm của phong tục tập quán. Tết là phải nở nụ cười, không được nói việc xui, không được đề cập đến những chuyện không ai, vì họ nghĩ rằng cả năm đó vận mệnh của họ sẽ theo đó mà mang lại nỗi khổ niềm đau. Quan niệm đó rất sai lạc, đặt trên một thường còn bất biến mà bản chất của đó là một quá trình vận động biến đổi. Cho nên khi Như Lai Thế Tôn phân tích ra một câu vấn đáp thôi, đơn giản thôi, liệu ông có thể làm chủ được nỗi khổ niềm đau của cảm xúc, của ý niệm hóa, của nhận thức phân biệt hay không, khi đó diễn ra
Liệu ông có thể kiềm chế được thân thể vật lý này, không cho nó trở thành già, không cho nó trở nên bệnh, không cho nó trở thành chết hay không? Câu trả lời là không. Nhưng nếu trả lời trực chỉ là không á, thì lý luận của ông ta đã trở nên bị vỡ nát ra làm nhiều mảnh rồi. Tự câu trả lời của ông ta đã đánh đuổi ông ta ra khỏi phạm vi của chân lý. Bởi vì ông ta nói là Như Lai Thế Tôn sẽ có thể bị ông ta sai sử giống như một con voi làm chủ được con sông nước, phun nước với những trò chơi của nó. Như Lai Thế Tôn là một con nước. Ông ta đã im lặng, tóc mồ hôi. Bản kinh đã đưa ra một sự kiện là lúc đó nó có một vị già so tên là Kim Cang Thủ đang cầm một cái chày sắt rất lớn, phun lửa đỏ hừng ở bên trên phía đầu của ông ta chút xíu. Vị già so này đã nói lên một cái lời thách đố, ông phải trả lời, không được im lặng. Nếu ông im lặng, tôi sẽ lấy chày kim cương này đánh vỡ đầu của ông ra thành 7 mảnh khác nhau. Chỉ đọc đến đoạn văn mô tả đó, chúng ta đừng tưởng là mô tả thực, chuyện nó không có. Cái ngôn ngữ mô tả của người Ấn Độ thích theo cái kiểu biểu tượng triết lý. Nó có gì mà để cho người ta phải suy nghĩ, tìm ra những chìa khóa để mở cửa, giải mã chúng thì mới được gọi là một tác phẩm văn chương. Chứ nói hoạch toẹt theo bạch thoại không có chiều sâu, và do đó nó không được xem là một tác phẩm hay. Điển tích, sự cố, văn văn thường được đưa vào trong thơ ca thi phú la bài. Ai sử dụng nhiều điển cố, người đó được gọi là nhà văn giỏi. Cái thức biên tập kinh điển thời xưa cũng vậy. Dĩ nhiên là không hề có một vị già so Kim Cang Thủ nào hù dọa để bảo hộ chân lý của Như Lai Thế Tôn. Nếu như vậy thì Như Lai Thế Tôn đâu có giá trị gì đâu. Cần gì phải có một áp lực mạnh của một vị già so để buộc cho vị sa môn lõa thể này phải trả lời những cái mà ông ta không thể trả lời được. Hù dọa đánh đầu ta ra thành 7 mảnh, như là cái chết sẽ đến. Ở đây đó, khi đối diện với một cái bản ngã bị va chạm và thách đố, khi nhìn thấy được rằng là cái khoác lác khoa trương của mình chỉ là một cái sai lầm, và chân lý của Như Lai Thế Tôn cao siêu quyền diệu đoan, ông ta đã tưởng tượng ra rằng Như Lai Thế Tôn như là một người giả soa đang cầm một cái chày và có khả năng đánh vỡ đầu ông ta là thành từng mảnh. Có nghĩa là học thuyết của ông ta sẽ tan tành theo mây khói, không còn gì hết, chỉ qua một câu vắn đáp đơn giản của Như Lai Thế Tôn mà thôi. Cái tưởng tượng của con người phong phú. Ví dụ như vào một buổi chiều nào đó, khi chúng ta ngủ quá trưa, với ảnh hưởng của một cái cơn nắng rọi trực tiếp vào làm cho mình khó chịu căng thẳng, lúc đó chúng ta sẽ có những ác mộng liên hệ đến cái đau, cái nhức nóng nảy. Có thể nó là một cái cơn ấu đả bằng vũ khí, bằng lời nói, bằng việc làm, bằng một sự bị rượt đuổi, bằng nỗi khổ niềm đau máu chảy văng văng. Nói chung nó gắn liền với cái gì nóng, khó chịu, bức rứt. Cái ảo giác sẽ dựng ra những bộ phim mà chính ý thức độc đầu sẽ tạo ra đạo diễn và diễn viên cho nó. Vì sao môn lõa thể này đã bị ảo giác xuất hiện, bị lúng túng trước cái bản ngã đang bị thách đố và bị nổ tung ra của mình, cho nên ông ta nghĩ Như Lai Thế Tôn như là một ông giả soa. Tại vì ông ta đã dùng dao to búa lớn nhiều quá, như một con voi, biến Như Lai Thế Tôn như một trò chơi phúng nước, như một lực sĩ đang nhấn chìm một chum rượu, như là một người khỏe mạnh đang uống rượu vào trong người, sức nóng trong người đó đã làm cho ông ta có thể làm siêu vẹo cái giường không có đứng vững rồi. Cái bản ngã được trương sinh chừng nào đó, thì khi bị thách đố nó sẽ bị nổ tung ra chừng đó. Hay nói cách khác là thông qua cách đặt vấn đề của Như Lai Thế Tôn, học thuyết về cái ngã, cái tôi đã phải đầu hàng với cái vô ngã và cái vô tôi. Chỉ nhượng bước trong trường hợp này thể hiện qua cái thức im lặng. Vì trả lời càng cho thấy mình sai. Im lặng là một trong những cách thức để chiêm nghiệm lại bản thân mình về những gì người khác nói, về những gì đã được đặt ra, về những sự kiện đang diễn tiến đối diện với cái cây lao bản ngã đang được phóng tới phía trước 100 km/h. Không phải ai cũng dễ dàng ngừng lại nó bằng cách im lặng như ông sa môn lõa thể này. Ông ta hết sức bản lãnh. Cái bản lãnh đó nó có thể là một cái ức chế tâm lý,
vì trả lời thì cảm thấy là mình mâu thuẫn nội tại, trước và sau của lời tuyên bố không có thống nhất với nhau. Mà im lặng đó thì thấy như Lai Thế Tôn như là một vị già so kim cang, cái chày kim cang có thể đập vỡ tất cả mọi kim loại nhưng không có gì có thể đập vỡ được mà. Cái mâu thuẫn đó dằn xé nội tại, bản ngã đang bị thách đố rất lớn với học thuyết vô ngã của Như Lai Thế Tôn. Nhờ sự im lặng đó, cái gút của tâm đã được chuyển hướng. Nếu trong lúc đó bản ngã ông ta đang còn soi sụp, đang giặt lấy cái chân lý về phía mình, thì cây gút này lại càng bị siết chặt nhiều hơn. Giữa một cây gút đó, nó có hai đầu, cái đầu của chân lý và cái đầu của phi chân lý. Sự im lặng là tạo cơ hội cho cái gút này không bị siết nhiều hơn, để cho hai bên có thể tự suy nghĩ thêm về học thuyết của mình. Cái thức đó là cái cách thức là không tạo ra những sự đổ vỡ va chạm lớn hơn, nguy hại hơn về sau này. Ông ta đã đi trên con đường đó, nghĩa là ông ta đã bắt đầu chuyển hướng từ cái nhìn của tâm qua cái gốc về bản ngã được trương phồng quá lớn, nhân giá trị bản thân mình trở thành chân lý, trong khi cái của ông ta chính là cái phi chân lý. Cái tiếp như là Thế Tôn đã trình bày cho nghe về ba mắt xích tu tập vô ngã, diễn ra như là một thực tại vừa tâm lý, vừa nhận thức, vừa vật lý, để cho ông có thể ứng dụng và giải quyết nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời. Đức Phật đã lặp lại cái tiến trình của chân lý như thế này: sắc thái, cảm xúc, dòng tưởng, nhận thức và tâm hạnh là vô thường. Đây là mệnh đề chân lý thứ nhất, có nghĩa là nó không có tồn tại mãi. Nếu không tồn tại mãi thì chúng ta phải biết rằng đối diện với cái già, cái bệnh, cái chết đó, là một sự thật, đừng có buồn. Có nhiều cặp vợ chồng đó, buồn tủi với nhau khi nhận thấy được rằng là hạnh phúc không có mặt. Ông chồng đã chạy theo một bóng hồng khác, bỏ lăn bỏ lấp người vợ đẹp, duyên dáng, chung thủy của mình, buồn dữ lắm. Bà vợ cảm thấy khó chịu, muốn tự tử. Nhưng đừng bao giờ tự tử. Muốn thế nào được hạnh phúc mà không phải cảm thấy mất mát, tổn thất? Chúng tôi thường góp ý với họ đó, cái quan niệm đơn giản là vẫy tay chào với 36 thể trượt. Các thể trượt, cái cấu trúc vật lý của người đó không đáng để chúng ta giữ lại. Vẫy tay chào với thể trượt đó là tống khứ cái nỗi khổ niềm đau ra khỏi đời sống của mình. Hẳn thu người đó, nỗi khổ niềm đau gia tăng, vì mình cho rằng cái dòng cảm xúc này là thật, cái nỗi khổ niềm đau này là thật, mặc dù nó diễn ra như một thực tại. Nhưng bản chất của tâm lý học nhà Phật dạy chúng ta lại phải quan niệm rằng nó không là gì hết đó, để cho nó trôi qua một cách dễ dàng, nhẹ nhàng. Chỉ cần một cái tác động nho nhỏ của cơn gió thoảng thôi, mây của khổ đau, mây đen, mây xám xịt đó sẽ không còn nữa. Triết lý ứng xử nằm ở chỗ đó, chứ không phải là như là Thế Tôn không biết rõ rằng là con người này chính là tác nhân của hành vi, hành vi đó tạo ra thiện và ác, và giá trị nhân quả và thiện ác này người này phải chịu trách nhiệm. Đạo lý nhân quả được Như Lai chủ trương nhiều nhất trong lịch sử của nhân loại mà, Như Lai hiểu lắm. Nhưng Như Lai vẫn nói rằng hành vi đó là vô ngã. Để chi? Để cho con người không bao giờ bị mặc cảm tội lỗi dằn xé khi một nỗi khổ niềm đau do mình tự làm ra một cách có ý thức, cái đó có thể được chuyển hóa, cái đó có thể được nổ tung, cái đó có thể được chữa lành. Vì vô ngã cho nên nó được chữa lành, vì vô thường cho nên đó, những cái đã được làm rồi có thể được thay thế. Một chiếc lá rụng của mùa thu sẽ làm cơ hội điều kiện cần thiết cho những chiếc lá xanh xuất hiện ở mùa xuân. Triết lý vô thường của nhà Phật là nằm ở cái chiếc lá màu sắc, chứ không phải nằm ở chiếc lá vàng. Đây là vàng rơi rụng là một thực tại. Nhưng lại tại đó thì bi quan yếm thế chán trường thất vọng, cõi chết sẽ có mặt. Nhìn thấy được chiếc lá màu xanh thì chúng ta thấy được sự vận hành của những nỗi khổ niềm đau tạo thành một cái gì đó rất tích cực để chúng ta vươn lên mà sống. Như là Thế Tôn đã phân tích cái vế thứ nhất đó là một chân lý. Cái vế thứ hai của chân lý này, Ngài nói rằng là cái gì vô thường, cái ấy có thể tạo ra sự bất hạnh, tạo ra sự không thỏa mãn, tạo ra nỗi khổ niềm đau. Chẳng hạn như đối diện trước một người tình bây giờ không còn nữa, hay là phải chia cách kẻ nam người bắc trong những cuộc chiến, trong những sự khủng hoảng bế tắc của kinh tế đấy đó, phải tìm một mảnh đất hứa mới để mà sống. Hay là đối diện trước những sự thật mà trước đây mình đã từng là voi, bây giờ trở thành chó.
mình đã từng là thịnh bây giờ trở thành suy, mình đã từng là ông cả bà cả bây giờ trở thành một cái người tay trắng mà chưa chắc có gọi để làm nên lần thứ hai. Ai không đau, ai không sót, ai không khóc, giọt nước mắt nào có thể ngăn cản được một thực trạng đang diễn ra? Cái đó khó lắm. Cho nên như là Thế Tôn đã xác định chân lý thứ hai, cái gì không thường còn, cái gì mong manh với thời gian, cái đó để lại nỗi khổ niềm đau lớn ở kiếp người, chứ là những người không hiểu được vô ngã. Sự đánh thức trong mệnh đề triết lý thứ hai này là một thực tại tu tập lớn lắm. Hiểu được điều đó đó, chúng ta có thể có những nỗi cảm thông cho những người chưa có chiều sâu tu tập tâm linh, phải đối diện với những nỗi mất mát lớn quá trong cuộc đời của họ. Cái nhu cầu của sự an ủi dỗ về trong trường hợp này là cần thiết. Điều đó là chúng ta trao một chìa khóa trực chỉ triết lý của nhà Phật vô để hóa giải một cách trọn vẹn, từ đó là chưa chắc họ đã chấp nhận được. Cho nên lời an ủi phải đi trước, rồi sau đó thiết lập tình thương, tình nhân ái, tình cảm thông, rồi chúng ta mới có thể chia sẻ những triết lý khác để họ đi từng bước vượt qua nỗi khổ niềm đau. Từ đó chân lý thứ ba đã được Đức Phật Di Lặc Thế Tôn xác lập: cái gì vô thương, khổ đau cần phải được quán chiếu bằng mệnh đề như này. Cái đó không thực sự là của tôi, cái đó không phải là tôi, lại không phải là tự ngã của tôi. Cái vế thứ ba quán tưởng này mới là chân lý tu tập, gồm ba mệnh đề. Chúng tôi xin lặp lại: cái này thật sự không phải của tôi, không phải là tôi, lại không phải là tự ngã của tôi. Chính sự quán chiếu đó đã mở ra một lối thoát rất lớn. Ai không khổ, ai không đau, ai không già, ai không bệnh, ai không chết, ai không bị bức xúc, ai không bị căng thẳng, kinh tế, đời sống, gia đình, sự khác nhau về cá tính, sinh hoạt, mọi thứ làm cho con người căng thẳng nhiều thứ lắm. Cái đó diễn ra như một thực tại cảm xúc, rồi như một thực tại nhận thức, rồi như một thực tại vật lý, rồi như một thực tại của cuộc sống. Ai cũng thấy, ai cũng thừa nhận, ai cũng cảm nhận được hết. Như là Thế Tôn đã dạy chúng ta cái thức quán niệm, rằng dầu nó có thực đi nữa, chúng ta vẫn phải nói như thế này, nhìn nhận như thế này là cái này không phải của tôi. Không phải của tôi mất mớ chi tôi giữ. Nỗi khổ do người khác mang lại mình nói không phải của mình thì nghĩa là mình tặng lại nỗi khổ đó cho người khác. Triết lý đó là một triết lý rất ấn tượng. Nếu ai đó vu khống mình, chửi rủa mình, hù dọa mình, làm cho mình hoang mang chán nản với những nỗi khủng bố sợ hãi, chỉ cần quan niệm rằng là cái này không phải của tôi thì tôi mất mới gì phải khổ đau về những cái đó các bạn. Vứt nó ra bên ngoài, cứ xem nỗi khổ niềm đau là rác, tống khứ rác ra khỏi nhà để vệ sinh của sức khỏe hạnh phúc được tồn tại mãi và vĩnh viễn. Hay nói cách khác là sự ly tâm hóa giữa nỗi khổ niềm đau với cái tôi làm cho nỗi khổ niềm đau đó giảm xuống. Còn thừa nhận đó đó, nó sẽ rơi tới tình trạng đó nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột. Cái tay của tôi quý lắm, cái tay này tôi đã bảo hiểm y tế đến 100.000 đô, cho nên ai đụng vào cái tay này là tôi sẽ thua ra tòa. Cho nên thừa nhận nỗi khổ niềm đau đó là của mình, chính là tôi, cho nên làm lớn chuyện ra. Thế giới đang bị đối đầu với những nỗi khổ mới. Trước đây luật pháp được lập ra để bảo vệ phái yếu, bảo vệ phái đẹp, vì họ là đối tượng bị lạm dụng tình dục, họ là đối tượng bị bóc lột, họ là đối tượng bị bạo hành, họ là đối tượng bị gieo rất rất nhiều nỗi khổ niềm đau như bắt con. Cho nên luật pháp phải bảo hộ họ bằng rất nhiều hệ thống của bảo hiểm. Có người bảo hiểm gương mặt, cho nên ai mà làm người đó té mà chày chút xíu á, giá trị của tiền bảo hiểm đó ví dụ như là 500.000 đô, họ có thể kiện ra tòa buộc người ta bồi hoàn 500.000 đô. Chính những sự ràng buộc thông qua các hệ thống bảo hiểm này làm cho quan niệm tình người đó từ lúc đó, nó bị khô khan hơn. Lòng từ bi không dám thì một cách bừa bãi hay là dễ dãi nữa, mà hết sức thận trọng. Rồi cái tâm của con người bỗng dưng bị chai sạn đi, khô cằn đi, không dám đụng đến chuyện người khác, bởi vì đụng có thể mang nợ vào trong thân của mình. Cái thức đó là một cách thức là vô hiệu hóa dòng cảm xúc trước nỗi khổ niềm đau của con người. Luật pháp phương Tây đã có khuynh hướng đi về cách đó. Ví dụ một công dân làm việc cho một người chủ nào đó, anh ta có thể có những cái chứng bệnh rụng tóc hay là bị dị ứng da v.v. làm trong một tổ chức có thể tiếp xúc với hóa chất nhiều,
Dĩ nhiên có thể nó có thêm ảnh hưởng 2%, 1%, chuyện đó không lớn lắm. Nhưng mà nếu như người công nhân này á, có tấm lòng xấu, muốn thư kiện á, buộc cho chủ nhân phải bồi hoàn về tác hại của lao động á, thì chủ nhân đó có thể bị gặp rắc rối. Giải quyết cái chuyện đó không là thấy mỏi mệt rồi. Mà nếu như ta chứng minh rằng là quá chắc đó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thật á, thì lời yêu cầu 500.000 đô, 300.000 đô là một sự thật, buộc người đó phải trả thôi. Cho nên cái lòng từ bi con người dễ dàng bị chai sạn lắm. Luật pháp ở Hoa Kỳ được gọi là rừng lực, nó ngược lại một số nước là luật rừng, tức là cái gì cũng có luật lệ. Ở những nước chậm phát triển thì luật lệ đó không ra chi, làm ngày hôm trước sửa ngày hôm sau, bổ sung điều điều liên liên, cho nên ta rất là sợ không ai dám đầu tư hết. Còn những nước mà nó quá kỹ lưỡng á, cái gì cũng có luật, cái đó trói buộc con người trong một khế ước xã hội vân vân. Dĩ nhiên nó cần thiết, nhưng sự lạm dụng về cái đó có thể tạo ra nỗi khổ niềm đau. Ở đây Đức Phật dạy không cần nhờ đến luật, không cần nhờ đến hệ thống bảo hiểm, không cần nhờ đến gì cả, chỉ cần có một quan niệm quán chiếu đơn giản: cái này thật sự không phải của tôi, là mọi nỗi khổ niềm đau tan biến liền. Thì vì cứ áp dụng rất hiệu quả. Lỡ mà ra đường mà té, dầu có bảo hiểm y tế 300.000 đô, chúng ta phải nói là cái té này không phải là tôi, nghĩa là tôi không bị đau, tôi không bị nhức, mặc dù tôi có thể bị nhức thật. Như vậy đâu có cần phải đi thua kiện người kia làm gì, thôi cho người kia có cơ hội khỏi bị đối đầu với luật pháp, xong chuyện. Với thứ hai là chúng ta quán tưởng rằng nó không phải là của tôi, cho tôi là cái bản ngã của mình. Bản ngã đó có được đánh đồng thân thể vật lý, màu sắc, tướng trạng, giọng nói, sức khỏe, hạnh phúc, vân vân. Đụng tới bất kỳ những cái tôi đó, đó có thể làm cho mình khó chịu, nhưng những cái của tôi đó cũng không phải là dễ chịu lắm đâu. Thí dụ như ra đường thấy em út của mình bị té, dĩ nhiên là người đi đường kia có thể bị sai lầm, nhưng mình nghĩ rằng là cái nỗi khổ niềm đau của tôi đó, đó của em tôi, của chị tôi, của anh tôi, của ba tôi, của mẹ tôi là chính của tôi, thì lúc bấy giờ cái dòng cảm xúc hận thù người kia bắt đầu trỗi dậy trong ta. Do đó người đó đã đi quá cái mức luật pháp cho phép, thể hiện những hành vi sân hận bực tức đối với cái người đã tạo ra nỗi khổ niềm đau một cách rất vô tình. Ở đây có thể là một tài xế do vì ngủ gật, vì không đủ giấc ngủ về đêm. Chính vì thế mà người ta đã huấn luyện các tài xế khi mà tạo ra sự bất hạnh một cách vô cớ đó, hay là một cách vô tình, điều đầu tiên tẩu vi thiện sắc, ngồi đó đừng đứng ở đó mà đi giải bài. Bởi vì những người thân này quan niệm cái nỗi khổ niềm đau của người thân bằng quý tộc mình là của tôi, cho nên họ sẽ ứng xử giang hồ với người đó trước nhất. Cho nên luật pháp sẽ bị hỗn loạn, nỗi khổ niềm đau sẽ được cường điệu và gia tăng. Các bậc phụ huynh, các cha mẹ khi mà giáo dục con cái cũng vậy. Thấy đứa con mình bị té, mà chúng tôi thường kể vài lần đó, lệ súng sức lại: con ơi, con có sao không? Trời ơi, bà thấy con khổ quá rồi. Bà hãy nói cho bà nghe, ai đánh con nè, ai làm con té, phải sợi dây này không? Nếu sợi dây này bà sẽ chặt đứt sợi dây. Nếu cái ghế này bà sẽ quăng cái ghế này khỏi nhà, cho con sẽ không bao giờ té ngã nữa. Đi về sẽ khóc: đau quá mẹ ơi, đau quá. Cho nên nó tạo ra một phản ứng thói quen. Khi nào muốn được chăm sóc thì cứ oà lên mà khóc. Khi nào muốn được người ta chiều chuộng cứ oà lên mà khóc. Thỏa mãn bản ngã làm cho bản ngã đó được gia tăng. Sự phục dịch cho bản ngã đó làm cho bản ngã đó có điều kiện được trương sinh. Nỗi khổ niềm đau ngày càng tăng tốc, ngày càng cương điệu, ngày càng lớn, ngày càng to ra. Cho nên Đức Phật dạy, trong tình trạng những nỗi khổ niềm đau xuất hiện với những người thân của mình, những người thương của mình, thì mình phải hiểu rằng nó có nhân quả riêng của nó. Mình phải đứng một vai trò hết sức khách quan để không tạo liên minh gây áp lực cho người tác giả của nó, để tạo ra một lối thoát cho cả hai. Còn mà không tạo ra liên minh thì chúng ta sẽ buộc người kia đứng về phía mình, hoặc mình đứng về phía kia, cuối cùng dẫn đến tình trạng là thương người thương cả đường nghi, ghét người ghét cả tông chi họ hàng, dẫn đến những phản ứng liên minh rất là khó chịu. Cho nên hãy tách rời cái đó ra để có một vai trò vị thế rất khách quan. Người bạn của mình, người thân của mình bị đau thì họ đã chịu rồi, mình có giận dữ cũng không thể nào thay thế nỗi đau đó, không thể giải phóng nỗi đau đó, mà càng binh vực
nỗi khổ niềm đau đó, thì làm cho nỗi khổ niềm đau đó hòa khóc với những giọt nước mắt của cái sống. Hãy thức điều này để cho nỗi khổ niềm đau đó không gia tăng. Cái mệnh đề thứ ba Đức Phật dạy đó lại càng không phải là tự ngã của tôi, tức là linh hồn, tức là nhận thức, tức là cảm xúc, tức là trạng thái, tức là khuynh hướng, tức là ý niệm hóa của mình. Nó được xem như là cái vết rất là sâu lắng ở bên trong tầng lớp thứ hai, tầng lớp sâu thẳm để tạo ra cơ chế nhận thức đánh giá của con người. Cái này là cái rất là tế nhị. Chúng ta có thể dẫn dưng trước nỗi khổ niềm đau của bản thân mình. Chúng ta có thể không có những phản ứng đau khổ hay là phản ứng sai lầm trước nỗi khổ niềm đau của những người thân, nhưng chúng ta vẫn còn chứa đựng ở trong não trại chúng ta rằng cái đó vẫn là nỗi khổ niềm đau của tôi vì nó là tự ngã của tôi. Cái đó vẫn còn là nỗi đau khổ của người thân của tôi vì cái đó cũng liên hệ đến tự ngã của tôi. Sự quán chiếu thứ ba này mới là quán chiếu triệt để, vì nó đánh động, nó tẩy não đến tăng căn rễ của vấn đề mấu chốt của nỗi khổ niềm đau. Quán chiếu được như vậy thì cơ hội của lối thoát bắt đầu mở cửa cho tất cả chúng ta. Cái tôi làm cho sĩ diện đó diễn ra như một con lạc đà bị cuốn và quýnh theo cái thế của tác giả bản ngã sai sử. Khi một người đã sống với một cái vô tôi rồi đó, thì người đó sẽ có trách nhiệm trọn vẹn với hành vi lời nói ý nghĩa của mình. Nhưng mỗi khi nỗi khổ niềm đau xuất hiện thì người đó sẽ thức vượt qua một cách an toàn và có nghệ thuật, không giữ nó một cách lâu dài. Dĩ nhiên là cái vô ngã của nhà Phật không hề đi ngược lại cái truyền thống pháp trị về trách nhiệm đạo đức trước những hành vi mình tạo ra, vì Đức Phật là nhà chủ trương cái đó đầu tiên. Ở đây Ngài muốn chuyển học thuyết vô ngã với phương diện nhận thức qua góc độ tâm lý ứng dụng sinh hoạt hàng ngày. Đừng để cho nỗi khổ niềm đau khống chế. Nỗi khổ niềm đau khống chế có thể tồn tại thông qua một số môi trường nhất định. Môi trường đó có thể là thân thể vật lý này, có thể là dòng cảm xúc này, có thể là ý niệm hóa này, có thể là sự tưởng tượng này, có thể là nhận thức phân biệt này, có thể là những khuynh hướng phong tục tập quán văn hóa. Nó phải có một điểm nào đó để bám víu, để tồn tại và phát triển. Ở đây khi mình đã vô hiệu hóa rằng nó không có bản ngã để tồn tại, nó không có chỗ để bám víu, thì nỗi khổ niềm đau bỗng dưng được tan biến. Cho nên Đức Phật đã lập lệ cái cấu trúc tu tập đạt được đỉnh cao của vô ngã, tức là tất cả mọi hành giả khi đối diện với tất cả mọi sắc pháp, dầu là hình thái hay là màu sắc, dầu hay là dòng cảm xúc, dòng tâm tưởng, sự vận hành của tâm, nhận thức phân biệt thuộc về quá khứ, thuộc về hiện tại, thuộc về tương lai, dầu trong hay là ngoài, dầu lớn hay là nhỏ, dầu thô hay là tế, dầu xa hay là gần, dầu trực tiếp hay không trực tiếp, dầu thấy và tiếp xúc được hay là chỉ gián tiếp mà thôi. Chứ đừng bao giờ bị vướng bận, đừng bao giờ bị nó sai sử. Thông qua cái thức quán chiếu bằng trí tuệ như thế này, cái này thật sự không phải của tôi, không phải là tôi, lại càng không phải là tự ngã của tôi. Đức Phật đã lập lại cái cấu trúc đó để cho Sắc Chà Ca hiểu và tu tập. Bởi vì nỗi khổ niềm đau phải bám víu vào một trong năm uẩn hay là toàn thể cái khối năm uẩn thân vật lý. Nó phải có một cái chỗ gì đó để bám víu. Còn bây giờ mình vẫy tay chào với nó, không cho rằng nó là mình, nó của mình, nó thuộc mình, dù là của quá khứ, của hiện tại, của vị lai, thì nỗi khổ niềm đau không có chỗ để bám víu. Cái thứ hai nữa, Đức Phật đã xác định tất cả các hành giả tu tập ở một trình độ cao hơn sẽ chứng đắc được giải thoát, không còn mọi chấp thủ, chứng được quả A-la-hán, các lậu hoặc đã hết, gánh nặng của nỗi khổ niềm đau đã đặt xuống một cách trọn vẹn, sự tu tập thanh tịnh trang nghiêm đã được kết thúc, những việc nên làm đã làm, mục đích đã được đạt được, các chối buộc của nỗi khổ niềm đau đã tháo gỡ tung, chánh giải thoát như là một sự thật, thì cũng phải bắt nguồn từ phương pháp quán vô ngã như thế này trong tu tập, trong hành trì, trong dấn thân, trong phục vụ. Bậc thánh khác với người phàm chúng ta ở chỗ này, chứ không phải là ở sắc đẹp, ở tướng trạng, ở vai trò vị trí sội, mà ở thái độ nhận thức vô ngã. Triết học vô ngã là triết học hàng đầu của đạo Phật. Từ triết học đó chúng ta có triết học duyên khởi, chúng ta có triết học nhân quả, chúng ta có triết học tứ diệu đế, chúng ta có triết học như một con đường của hành trì, của tu tập, của dấn thân.
Và khi mà hành giả đạt được cái đó thì hành giả sẽ thành tựu được ba cái vô thượng là tuệ giác, tức là giác ngộ trọn vẹn, con đường trọn vẹn và hạnh phúc trọn vẹn. Các trọn vẹn đó nó đã được thể hiện qua một câu tuyên bố Như Lai Thế Tôn. Như Lai Thế Tôn là bậc giác ngộ. Những gì Như Lai Thế Tôn dạy là để giúp cho con người được giác ngộ, đó là vết thứ nhất. Như Lai Thế Tôn là người đã điều phục được các nỗi khổ niềm đau. Những gì Ngài dạy là để giúp cho con người điều phục nỗi khổ niềm đau đó. Như Lai Thế Tôn đã đạt được một trạng thái tinh thần tịch tỉnh an lặng. Những gì Ngài dạy trong kinh điển là để giúp cho con người đạt được trạng thái tịch tỉnh đó. Như Lai Thế Tôn đã đạt được sự vượt qua, qua con sông của khổ đau, qua đến bờ bên kia, qua đến tất cả những kết quả cuối cùng của an vui hạnh phúc. Và những gì Ngài dạy, Ngài làm, Ngài truyền bá để giúp cho con người đạt được một trạng thái tương tự. Và cuối cùng Ngài xác định Như Lai Thế Tôn đã đạt được cứu cánh Niết Bàn. Những gì Ngài làm, Ngài nói, Ngài để lại cho cuộc đời để giúp cho cuộc đời có được trạng thái Niết Bàn đó. Giá trị đạo Phật nằm ở chỗ này. Đây là năm tiêu chí nói về bản chất của đạo Phật. Con đường của đạo Phật là con đường truyền đạt. Mồi đèn an vui, mồi đèn hạnh phúc, mồi đèn tỉnh tại, mồi đèn Niết Bàn, mồi đèn để qua tới bờ bên kia. Ai không làm đúng những vai trò đó thì không phải là Phật tử. Cái chức năng mồi đèn là vai trò chính của tăng ni và Phật tử. Ai là đệ tử Phật phải làm những nhiệm vụ đó. Chúng ta mồi đèn cho những người thân, chúng ta giúp đỡ cho những người thương, chúng ta giúp đỡ cho những người neo đơn bất hạnh trong xã hội, trong cuộc đời. Phải làm công việc đó. Còn tu một thời gian rồi cảm thấy mình buồn chán, không muốn làm gì hết, không muốn nhấn thân, ai mời từ thiện xã hội cũng chán, cũng nản. Ai mời đi nghe thuyết pháp đó thôi, giờ tôi nghe đủ rồi. Ai mời làm Phật sự đó thôi, là không có ý nghĩa gì hết. Thì biết rằng mình đang bị thối thắt, chứ không đi theo con đường truyền đăng mà Đức Phật đã nói qua năm tiêu chí: giác ngộ, điều phục, tịch tỉnh, vượt qua và Niết Bàn. Phải đạt được một trong năm tiêu chí đó, hoặc là đạt được tất cả, thì đó là con đường của Đức Phật. Sau khi nghe Như Lai Thế Tôn trình bày thì sa môn này đã bắt đầu hồi đầu. Cái giai đoạn hồi đầu thiện ngạn đó đã mở ra bằng những lời nói rất đẹp, rất dễ thương. Bạch sa môn Gotama, tôi còn con thấy rằng con rất là lỗ mãn, kinh xuất, dám luận chiến với tôn giả Gotama. Con nghĩ rằng con có thể an toàn tuyệt đối khi phải đối đầu hay là liều một cách không biết mình là ai với những con voi điên, hay là chống lại một đám lửa hừng lao vào trong lửa đó mà mong rằng mình có sự sống, hoặc là phải đối diện trước một con trăn rất to rất lớn, cái chết chỉ là gang tấc. Có thể những người liều đó tìm ra sự an toàn trong tơ tóc, nhưng không thể nào thắng được Như Lai Thế Tôn, không thể nào thắng được tôn giả Gotama. Sự liều lĩnh đó là một sai lầm của con, mong Ngài hãy bỏ qua. Ngày mai con xin cúng dường Ngài và toàn thể chư đại đức tăng tế tư gia của con để nhận cúng dường. Như Lai Thế Tôn đã im lặng nhận lời. Ở đây chúng ta thấy là vì mục đích của Như Lai Thế Tôn không phải là hơn và thua, mà ở chỗ là giúp cho những con người sống với cái tôi được chuyển hóa. Hạnh phúc của người đó là có thể thấy được con đường sai lầm trong quá khứ mình để không tái hiện nó trong tương lai. Thì một lần nữa, sự chấp nhận của Đức Phật là một cách mở ra một cái duyên tốt đẹp giúp cho sự chuyển hóa để được thành công. Sau khi nhận những phần cúng dường, Như Lai Thế Tôn đã tán thán ông ta vì ông ta đã phản động 500 tín đồ Lích Cha Vi của ông. Thay vì cúng dường cho ông và đồ đệ của ông thì cúng dường cho Lai Thế Tôn và những vị tỳ kheo. Đó là một sự chuyển công đức. Ông ta đã trở thành một nhịp cầu vòi đèn phước báo. Thay vì phước nó qua con người của ông sẽ được tiêu hoắc mất hết, ông ta đã chuyển cái đó qua Đức Phật và qua tăng đoàn, những người có chiều sâu tâm linh cao hơn, sâu sắc hơn, giá trị hơn, để giúp cho cuộc đời được an vui hạnh phúc nhiều hơn. Ông ta đã làm điều đó. Như vậy là công đức này đã được diễn ra theo hai lần, lặp đi và lặp lại. Cho nên là những người xuất gia, khi chúng ta được nhận phẩm vật cúng dường của Phật tử tại gia, nếu như chúng ta muốn phước báo này được gia tăng, chúng ta nên chia lại một phần nào đó, 25%, giống như Đức Phật đã khuyên những người tại gia lấy 25% tiền lương và tài chính của mình làm từ thiện, lấy phần đó cúng dường lại những người khác.
để cho công đức này được lan truyền từ một thành hai, từ hai thành n lần. Là như vậy chúng ta đã tạo ra một phước lực rất lớn cho bản thân của những người nhận. Phước tạo phước, đức tạo đức, giống như tiền có đồng rô đồng gia thì tiền đó tạo ra tiền. Phải hiểu cái thế như vậy á, thì một người không hề có một mảnh đất trên tay, không hề có một đồng tiền, vẫn có thể tạo ra được phước báo. Chỉ với cái cách tức là chuyển công đức từ người này sang người kia, ai cúng vào mình nhận cúng lại cho người khác, qua các Phật sự, qua các từ thiện, qua sự dấn thân, qua những cách thức vô ngã vị tha, thì phước báo đó sẽ được nhân rộng theo cấp số cộng, rồi đến cấp số nhân, rồi đến n lần. Triết lý của bài kinh này nằm ở chỗ đó. Và lúc nào chúng ta làm được điều đó thì cái tôi này sẽ được chuyển qua một cách trọn vẹn. Lúc đó con người chúng ta sẽ sống không còn biên cương bờ cõi nào có thể giới hạn chúng ta được. Màu da, sắc áo, con người, chiều cao, vóc dáng, phong tục, tập quán, tất cả mọi định chế xã hội, chính trị, tôn giáo, văn hóa cũng không thể nào ngăn cản được bản chất hạnh phúc đang được diễn ra ở một con người mà bản ngã của họ đã được chuyển hóa một cách trọn vẹn. Chúng tôi xin kết thúc bài kinh này tại đây.